có rất là nhiều các cô chú anh chị mình bình luận và hỏi về cái video đó của Hoang Giống của chúng em. Thì cái combo đó tụi em đã quay vào một năm trước của các cô chú anh chị mình, và cái chương trình nó cũng đã hết từ rất lâu rồi. Thì do là mấy ngày nay em thấy các cô chú anh chị mình bình luận và hỏi về cái combo đó nhiều quá đi, cho nên là hôm nay em sẽ lên lại thêm một combo y chang vậy cho các cô chú anh chị mình nha. Thì ngày hôm nay em sẽ lên một combo đen rô nắng màu lộn xộn cho các cô chú anh chị mình. Thì combo của em là gồm 6 cây, nó có từ 6 đến 7 một hoa đó các cô chú anh chị, như là 4N nè, Bà Liễu nè, ở đó Kiên Giang nè, Sôi Nha Trắng, Mừ Bích và Vàng Lưỡi Đỏ đó các cô chú anh chị mình. Thì nếu anh chị mình mua combo 6 cây thế này, em để với giá là 200, em tặng thêm cho anh chị mình một cây nữa. Em tặng cho anh chị mình một cây Bà Liễu Dồi Nụi thế này, là combo 7 cây chỉ với 200.000 đồng, em bao ship cho các cô chú anh chị mình. Nếu các cô chú anh chị mình quan tâm mặt hàng này thì nhanh tay thả số phone về lần giúp em, hoặc là anh chị mình có thể gọi về hotline của Hoa Lan Giống. Em cảm ơn các cô chú anh chị mình đã xem hết video này của em, cũng như là đã theo dõi video này của em. Em xin kính chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị mình.